Ngày 23 tháng 5 năm 2024, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công an quận Bình Tân điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ đường Võ Trần Chí và Trần Văn Dầu ở phường Tân Tạo A. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn ứ kéo dài. Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, một xe tải chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ đường Trần Đại Nghĩa về quốc lộ 1. Khi đến giao lộ Võ Trần Chí Trần Văn Dầu thì xảy ra va chạm với một xe máy. Vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng, được tài xế xe tải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là nam giới, 52 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Theo người dân, đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn do mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển rất lộn xộn. Gần đây, lực lượng chức năng đã cho phân luồng giao thông và lắp đặt thêm các giải phân cách để tránh các phương tiện chuyển hướng đột ngột.